Dung xin kính chào mọi cô chú anh chị và các bạn đã xem kênh Katira thuộc cuộc sống Pháp. Mình vào địa phận của Firenze rồi. Thì Dung sẽ ghé ở nhà bạn của Dung. Bạn cũng xã Dung chứ. Đó thì từ nhà bạn của ôi nhà ở Firenze á, bự bự không à cô chú anh chị ơi. Ôi. Đó, kể cả ông xã Dung còn nói mà nhà gì mà to dữ vậy nè. Đó, ôi trồng hoa tới đằng. Nhà gì mà nó đẹp dữ vậy cô chú anh chị ơi. Đất cái này có nhà phía trước kìa. Rồi, đó. Tại mình thấy to, mình thấy bự thì mình nói vậy nha. Còn cô chú anh chị, tại mỗi người cảm nhận khác nhau. Đó, nhà vậy nè. Quá trời nha, lọ tầng tầng lâu lâu. Mà công nhận đường vô nhà cũng đẹp. Quy, mẹ tôi ta lên đồng mắt nó mà on arrivé được rồi. Mẹ nó mới la thề đó. Nó chỉ đi tùm lum bậy bạ hết trơn à. Là bơ. Ôi đẹp gì đâu quá cô chú anh chị ơi. Đây đó là mình chưa lên nhà, tới nhà mà mình đi mình dòm nhà không là mình thấy mê rồi đó. Đây là cái khu nhà đại gia nha cô chú anh chị. Nhà bạn của ông xã Dung là hồi xưa là làm cho Prada với lại Tom Ford đó, nên là nói chung là Ferragamo nè. Lui c'è beaucoup de monde che li connaît, no? Connaît beaucoup de monde dans le marque. Đây là một người làm ở trong cái ngành thuộc da nha cô chú anh chị. Nói chung là ông này ông biết rất là nhiều người trong cái ngành thời trang. Đó là từ đây nhìn được xuống dưới trung tâm của Firenze đó cô chú anh chị đó. Hồi xưa là mình có uống cà phê với ổng một lần á, là mình alo cái là ổng chạy từ nhà ổng chạy ra có mấy phút đồng hồ à. Đó từ đó nhìn xuống cái trung tâm của Florence Firenze. Wow, đẹp chưa cô chú anh chị ơi, trúng trên đội kìa. Wow, mamma mia. Oui. Magnifique. On demande de lui on change la maison. Kìa ông xã Dung nói ông bạn nghe. Mình đổi nhà. Nếu mà cô chú anh chị có đi du lịch ở Firenze thì cái chỗ này là cái Via Michelangelo của chú anh chị. Đây là một cái quảng trường và có cái tượng đài cái người đàn ông David đó. À, đây là mình đã tới nơi rồi cô chú anh chị, tìm được cái nhà khó lắm. Tại vì cái khu này nó nằm ở trong nguyên cái trường học của Mỹ đó, cho nên là nó nằm chung vô một khu luôn, cái nhà này ở trên đồi á. Ciao. Qui posso entrare con loro dietro? Allora, posso mena. Vieni mamma, vai mamma. Posso tutto. Allora, chargé loro. Luigi. Carlo, perfetto. Mi fate un po' di unicorn americano. Tu qua gira? Sì. Ale, attenzione. In questa casa? No. Allora, vai a droite. In fondo al castello, no? Al castello. Mamma mia. Mamma mia.
cosa meravigliosa. Anche a me mi dico che fa libri, se no. Esatto, non hai capito niente. Lo so, adesso ho capito. Cái con đường của chú anh chị là cái con đường mình không phải nổ nha, tại vì cái con đường này á là tập trung toàn là người giàu của Firenze thôi, toàn là các triệu phú của Firenze ở đây thôi, như ông chủ của Gucci nè, rồi ông chủ của Roberto Cavalli đồ này kia đó, mà ông vừa mới mất hôm qua đó cô chú anh chị. Rồi nói chung là toàn là những cái triệu phú Ý người ta ở đây không thôi, nhà ở đây thì rất là do rất đặc địa, do là cái khu á của chú anh chị. Từ đây mà bước xuống cây cầu cổ Vecchio là có 800 mét thôi, tên như là đi bộ vào trong trung tâm của Firenze luôn. Do là anh bạn cũng sẽ dung ở có các con nữa, cho nên là không có phòng trống, mà ảnh có một căn nhà nhỏ rời ra vậy nè, thì gia đình mình sẽ ở cái căn khu nhà nọ, cái con đường bên này, đi lên nhà, còn nhà gia đình rồi bạn với các con thì sẽ ở căn nhà bự bên kia. Nó nguyên một cái vòng xoay, nguyên một cái vòng cung của những cái hàng cây này kia, vẫn cái gì, như cái cây, cái thuộc bài của mình nữa cô chú anh chị, cái lá như cây thuộc bài vậy đó. Cô chú anh chị, nguyên một cái vườn olive rất là đẹp luôn. Dung không có quay phía bên trong nhà mà chia sẻ lên đây, tại vì mình quay nhà chị mình bị che rồi, cho nên mình không có quay nữa. Tại vì các bạn của mình xem rồi cái thấy bình luận không vui, mắc công lắm. Nên mà cô chú anh chị nhìn thấy cái nhà, nhìn thấy cái khu là cô chú anh chị biết nó đằng sau rồi hả. Mang rất là nhiều thịt, đồ ăn nha cô chú anh chị, để cho thứ bảy mình sẽ đãi bạn bè. Tu sais pas la bactère. Đây là vợ của bạn xã Dung, thì cô này là làm về, nói chung là bên nghệ thuật các cô chú anh chị, viết sách, vẽ tranh rồi này kia, rồi làm việc ở trong các viện bảo tàng nữa. Người ta lái xe Honda rất là nhiều luôn á, Honda với taxi, tại vì mình không có vào trong thành phố mà mình lái xe hơi được. Chiều cái là hả, kẹt xe. Đó, đây là con đường mà mình đi ra được ngay trung tâm thành phố luôn, đi qua cây cầu Vecchio được luôn nha cô chú anh chị. Đó, mình đi bộ không thôi, rất là đẹp. Attention, attention les enfants. Nhà ở đây rất là đẹp nha cô chú anh chị. Mà vợ của bạn ông Sở Dung nói là rất là mắc, tại vì ngay trung tâm thành phố mà, từ trên đồi nhìn xuống Firenze. Chú Hanno fatto la vacanza due sei mesi e chiuso il ristorante. Sì. Avete tanti clienti? Sì. Vedi, ci vorrebbe anche qui a Firenze un ristorante vietnamese. Non lo so se c'è qui. Ma anche Torino o Asti non voglio un ristorante vietnamita. No. Ma c'è un ristorante cinese e giapponese. E non lo so. Qui c'è anche indiano, ristorante indiano. Sì, indiano, sì. E poi coreano. Sì. Anche thailandese, ma piccolo. Molto piccolo. Sì. Meno visto il ristorante vietnamita qui. Sì. Cosa fare? Io ti aiuto. Sì, domani sera io non ci sono. Sabato sì. Oh! Come fai? Come fai? E vai, vai, vai. Bây giờ Dung sẽ
Ça va, Kim? Ça va, ça va bien. Qu'est-ce que tu prends? Hein? La vacance. Allez, tu parles, tu parles. Oui, tu parles. Nous arrivons maintenant à la Plaza Michelangelo. Oui. C'est une place. Nous pouvons regarder toute la ville. Oui. Les choses, les monuments plus jolis, fantastiques de la ville de Florence. Oh. Regarde Kim là. Oui, oui, oui. Ở đây là một cái giống như một cái kêu bằng cái quảng trường đi nha. Đó là từ ở trên này là mình xuống toàn cảnh ở Florence luôn. Dung sẽ đi dạo hết một vòng cho cô chú anh chị xem. Wow, quá đẹp cô chú anh chị ơi. Le bimbi. Le bici, le bici. Photo, photo. Photo. No. Ah, sì. No. Vous connaissez. Allez. Sốc là màng. Lamborghini coûte 1 999 000. Et ton truc là, et la Mercedes, elle coûte que 300 000 euros. La Mercedes, elle coûte 300 000 euros. 23 ans, 20 ans, 21 ans. 21 năm là hồi xưa ảnh làm cho Prada. Prada xong rồi Tom Ford. Rồi xong rồi làm cho Dolce & Gabbana rất là quen chị. Nhưng mà sau này thì bây giờ anh làm giảng viên ở trong trường đại học á. Mà anh kể với mình nha, là anh không có bằng đại học, nhưng mà chị chỉ học hết tới lycée thôi. Không có học hết tới lycée nữa, chỉ học tới college thôi, nhưng mà bây giờ làm giảng viên trong trường đại học. Ai, cô chú anh chị nhìn nè, nhà cái này kia bằng villa đó. Rất là đẹp luôn nha cô chú anh chị. Trời ơi, cái nào cái nấy hả mọi người, nhìn cái con đường không là Dung mê rồi. Đi dạo rồi này kia đó cô chú anh chị, thích ơi là thích á. Hoa trồng quá trời luôn, cây quá trời luôn. Đó, người ta đạp xe đạp người ta đi nè. Ủa cái cây này chắc nó, cái cây này còn có 100 năm á mà. Ba ba, regarde cette plante là Sant'anni, ma non aveva più so. 100 anni di più ancora. Sì. No, questo è stato piantato nel 1870. Tutti questi alberi qui. Quando sono nasciuti? Quando sei nata te. Perché qui non c'era niente. Prima sì. Che... Non c'era tanti. Neanche cai. Oh, oh. Nhìn y như là lạc vào Đà Lạt vậy á nha cô chú. Nhưng chưa đi Đà Lạt nhưng mà mình tưởng tượng là Đà Lạt chắc cũng có mấy cây này đó. Xếp ơn.
it a hit. Chiều là lang thang đi dạo của chú anh chị đó. Bây giờ mình sẽ quay về nhà của anh bạn Sở Dung, là từ ở trên nhà đi xuống đi bộ chừng 10-15 phút mà. Nguyên cái con đường này hồi xưa tập trung rất là nhiều trường học, bệnh viện và nhiều cái lãnh sự quán, đại sứ quán ngày xưa là ở nguyên cái con đường này nè cô chú anh chị. Bây giờ thì kiểu như cũng lãnh sứ quán, đại sứ quán người ta dời đi á, thì làm ra thành nhà, thì những cái người vợ đại gia giàu có thì người ta mua trở lại cái nhà đó. Nói là có một cái trường học của Mỹ ở trên này. Ecco, guarda lui. Sono gente che come. È un ospedale. Ah oui. Đây là đường này đi lên một cái bệnh viện với chú anh chị, mà chỗ của nhà nè. Đây lộng lẫy. Cái này kêu bằng cái lâu đài. Ôi ôi. C'est un château. Con đường này con đường này con đường này ngày xưa là toàn là giống như lãnh sự quán của các nước trên thế giới đó cô chú anh chị. Đây là một cái trường học, trường học của Mỹ, trường học của Mỹ mà rất là tốt, rất là đẹp luôn á. Trường học đó cô chú anh chị. Đó, nguyên cái con đường này họ đường, nói chung là cái khu này là cái khu giàu có nha cô chú anh chị, giàu có ở Firenze thì là ở đây là con đường này là hồi xưa là có như là lãnh sự quán rồi trường học, bệnh viện đồ này là của cái nước ngoài á, là tập trung vô khu này không à. Rất mình toàn là những cái ông chủ lớn ở Ý là ở đây không đó cô chú anh chị ơi. Nhà kêu bằng cái lâu đài luôn chứ đừng kêu bằng cái nhà. Vado subito a Ponte Vecchio. Ông Sở Dung mang rượu với lại champagne để thứ bảy mình đãi các bạn ăn đồ Việt. Chị mang sẽ ăn tối ở nhà. Tu fi bianchi di Alba. Đây là cái củ phơi núi vậy đó cô chú anh chị, giống như cái củ thì lại đó. Mà Ý người ta ăn sống người ta ăn rất là nhiều. Buone, buonissime. Tối hôm nay là Lu được ăn lasagna. Em sợ là fini. Come in the fois sợ là. Deux fois. Đây là lasagna cô Michelle. Elles sont trop bonnes. Comment tu veux que j'arrive à résister? Tu veux encore? Nè. Non, si ça fait trop manger, hein. Alors, xin chào. Xin chào. Oui. Come chào. Come chào italiano. Oui, xin chào. Voilà. Basta, va bene. Voilà, oui. Sì, ma adesso come di ciao signora, ciao signore, en français c'est madame, monsieur. Quindi ciao signora, come si voilà, dice? Voilà, c'est ça. Ciao. Ciao. Xin chào. Xin chào. Xin chào. Xin chào. Tambi. Comment dit merci? Louis, comment dit merci? Come on. Come on, grazie. Viens
À, tối thì có xong mình ngồi trò chuyện với nhau và chú cho hai cháu một cái trò chơi mà chơi gấp hoài à, mấy cái đầu mà gấp được. Nhưng cũng xin dừng cái video tại đây và xin cảm ơn bà cô chú anh chị và các bạn rất nhiều đã dành thời gian theo dõi video. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại trong video lần sau.